Mời đàn trai. Rồi, ngồi đi em. Xin mời bạn gái. Rồi bây giờ em trai giới thiệu sơ sơ lý lịch của mình. Dạ, em tên là Minh Toàn, hôm nay em 26 tuổi. Em đến từ Long An, công việc hiện tại của em là nhân viên kỹ thuật của công ty bê tông. Minh Toàn, 26 tuổi, Long An là ở huyện nào? Dạ, em ở huyện Đức Hòa. Đức Hòa, em làm việc ở Đức Hòa luôn hả? Dạ, em làm việc Đức Hòa, nó gần nhà em luôn. Minh Toàn hay Minh Đoàn? Dạ, Minh Toàn. Minh Toàn, tờ o to a ta, anh n h Toàn. Ủa, Toàn mà có anh H ở trong đó nữa hả anh Linh? Tức là vậy nè, em nghe bạn giới thiệu em cảm giác như là ca sĩ bước ra sân khấu giới thiệu. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Phạm Minh Toàn, mình là 20 mấy tuổi, mình đến từ Long An. Nói nhiều khi ta nói nhanh cũng không nghe thôi. Đúng rồi, mình nói chậm chậm lại nha. Nha Toàn, ta đổ bê tông mà sao nói chậm được. Đổ rồi. Nói chậm là nó bê tông nó cứng hết trơn sao đổ được. Bây giờ xin mời bạn gái giới thiệu về bản thân mình. Dạ, em chào chị Nam Thư, chào anh Quyền Linh, chào các giả. Em tên là Nguyễn Thị Thu Ngọc. Em 24 tuổi, sống và làm việc tại Long An ạ. Em làm công việc gì? Dạ, dược sĩ ở bệnh viện khu vực Cần Giuộc ạ. À, dược sĩ. Em Ngọc. Ở Cần Giuộc luôn hả? Dạ. Vậy là hai bạn này cùng quê Long An, nhưng ở hai nhánh khác nhau. Bây giờ mình cho bên kia biết những cái ưu điểm, khuyết điểm của mình đi Toàn. Dạ, ưu điểm của em thì nó ít anh. Mình nhược điểm thì hơi nhiều. Ưu điểm là gì? Ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng thôi. Vui vẻ, hòa đồng. Gì nữa Toàn? Dễ nói chuyện, dễ tiếp cận hơn. À. Còn nhược điểm em thì nó nhiều lắm. Có đôi khi là nhiều cái là nó nhiều. Nói nhiều, nói nhanh. Dạ đúng rồi, nó nhiều, nó nhanh. Đôi khi là sợ đến trước đám đông. Sợ đám đông, gì nữa? Cũng nhiều lắm đây, hút thuốc anh. Hút thuốc được có nhậu nữa. Nhậu nữa? Không, ít anh chứ không nhiều. Mấy ông đổ bê tông nhậu dữ lắm luôn à. Ít anh ơi. Em đổ bê tông là em lái xe đổ hay là? Dạ không, em là kỹ thuật. Kỹ thuật bê tông tức là đo coi bao nhiêu khối rồi. À, bao nhiêu khối ha? Dạ, em tới em kiểm tra chất lượng của bê tông rồi luôn. Mời đàn gái. Dạ, ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, tự lập. Nhà thì có ba chị em nên là em tự nấu ăn rồi được hết anh. Rồi còn khuyết điểm của em? Khuyết điểm là hay quên, bị ghen với lại nóng tính chị. Hồi đó em quen bạn trai, em hay vô Facebook bạn trai mà like hình gái một cái là biết tay em với anh. Trời ơi, chết rồi, sao căng vậy em? Ta like bình thường thôi mà. Like thôi cũng không được. Thả tim là em không chịu luôn anh. Vậy đó hả? Em vào em thấy là like với lại giống như thả tim đi rồi em làm gì? Em nói luôn. Em nói là anh làm gì làm em biết hết rồi đó nha. Trời, nhưng em không nói đâu. À. Vậy cũng hơi ghen đó em. Mình nói chút xíu đường tình duyên của mình đi Toàn. Thì em trải qua được 2 mối tình ạ. 2 mối tình. Đáng nhớ nè. Tại nó còn mấy cái lặt vặt nữa. Lặt vặt khi đổ bê tông hả? Dạ không, thời sinh viên thôi. Mối tình dài nhất là bao nhiêu năm? Dạ được 2 năm ạ. 2 năm. Mối tình mới nhất đây là? Không, được 2 năm nhưng mà cách đây cũng khoảng chắc cùng 2-3 năm gì đó. Lý do tại sao mình chia tay 2 mối tình? Chắc trong thời gian đó em còn là sinh viên, còn trẻ, chắc chưa thấu hiểu, chưa lắng nghe rồi được. Nhưng mà có lý do cụ thể không? Em là phải tiếp người thuộc dễ bị ảnh hưởng của tác động bên ngoài không Toàn? Dạ có chị. Hả? Ví dụ như là bạn em đi chê bạn gái của em hoặc là nói những điều không hay về bạn gái của em thì em có dễ bị tác động không? Hồi đó là mối tình đầu tiên em bị đó rồi chị. Người ta chê là cô ấy là xấu, là không biết làm nấu nướng là được. Khi em chia tay luôn? Dạ, tôi chồng có âm thái à. Ờ, cũng chưa là gọi là cái gì hết. Vậy con Ngọc? Dạ, em cũng trải qua 2 mối tình chị. Mối tình cuối cùng của em là chắc tại em ghen quá nên chia tay. Với lại anh ở thành phố còn em ở Long An nên tình cảm hay nhạt nhòa nên cũng không nhắn tin, không liên lạc gì luôn. Tôi là tôi ấn tượng cái cô bên đó rồi đó. Ấn tượng cái giọng nói nè. Ấn tượng cái vụ like Facebook thả tim mà chia tay nè. Tôi qua tôi coi coi nó làm gì khó gì vậy. Chào em gái. Hỏi tiếp đi để anh ngắm đàn gái coi sao. Em nói là em chia tay mối tình thứ hai bởi vì em quá ghen. Mối tình thứ nhất là em ghen giận dữ nữa. Mối tình thứ hai là em ghen thôi. Dạ nên làm sao ghen giận dữ ghen? Dạ sao? Em dữ lắm, em nóng tính, em nói chung là em dữ lắm, em không đập phá chỉ là em điện thoại hoài mà không nghe em bực bội lắm. Bây giờ này em phát hiện ra người yêu em thả tim Facebook, like tùm lum hết trơn thì em sẽ làm gì? Em chỉ nói là anh làm gì làm em biết hết rồi đó. Đừng để em thấy like nữa. Anh thả tim nữa. Em không thèm nói chuyện luôn. Ngày mai ông like ông thả tim nữa. Vậy là cho anh đi theo người đó luôn rồi đó. Vậy thôi đơn giản quá vậy trời. Nếu mà em nói mà anh đó rút kinh nghiệm được á thì vẫn bình thường. Còn cái này anh vẫn thả tim, anh cứ like vậy thì... Ủa cứ em like không nói gì đâu, đi. Em nói tôi biết rồi đó mà, tôi biết rồi đó mà. Bởi vì em chưa có rõ ràng để người ta hiểu được. Đôi khi em ghen vô cớ, biết đâu những người đó là bạn thân người ta, bà con anh chị em hay hàng xóm gì của người ta cũ. Ta like thả tim rồi sao? Mình phải tìm hiểu nguyên nhân chứ. Mình hãy rõ ràng với việc đầu tiên.
mình hãy thẳng thắn cảm xúc của mình. Em không thích anh làm như vậy, chứ đừng nói ừ tôi biết rồi đó. Sau khi chia tay bạn trai rồi, bạn có bạn trai nào có vợ, có mời đám cưới đám hỏi gì không? Bạn trai đầu tiên có vợ rồi, em cũng mong đợi bạn đó mời đám cưới mà không mời em. Ủa sao vậy? Em mong người đó đám cưới, đặng cái gì em lồng lộn đẹp hơn cô dâu mà không mời em. Trời ơi, anh tính gì luôn á hả? Dạ, mà không mời em gì hết trơn. Ủa dữ vậy trời. Buồn dễ sợ luôn vậy anh. Em giữ vậy luôn hả Ngọc? Dạ. Ủa có gì đâu giữ anh. Thì bây giờ mình đợi bạn trai cũ mời đám cưới mình. Cái động thái đầu tiên khi mà xuất hiện ở đám cưới của người yêu cũ, mình phải đẹp cái đã. Người ta tới chúc phúc cho người ta thôi, mình chịu nhún nhường chút xíu đi. Cái ngày vui của người ta mà. Như vậy mới là phụ nữ. Thôi, cái đó phụ nữ ngày xưa rồi, phụ nữ hiện đại tới mình chúc phúc, thậm chí mình chấp nhận xấu người ta chút để cho người ta đẹp ngày đó ngày. Không, em cũng chịu. Cái ngày đó ngày trọng đại của người ta đâu phải ngày của mình. Ngày trọng đại của người yêu cũ của với người yêu cũ. Thì kệ người ta. Mình tới chúc phúc cho người ta đi mà. Trời, mấy người phụ nữ thì thiệt sao không hiểu tâm lý gì chứ. Anh nói kỳ á. Anh đó nha, nếu như mà người yêu cũ anh đi lấy vợ đó, ý Quỳnh. Anh vừa nói gì? Nói lộn. Khoan, anh Linh, anh vừa nói gì? Nói nhầm, nếu người yêu cũ anh đi lấy chồng, nếu mời anh sẽ tới, anh về đám cưới, thậm chí anh sẽ là người thấp hơn người yêu cũ của mình luôn. Anh để mình trân trọng cái đám cưới tao, như thế mình mới quý, mới yêu cái người yêu cũ mình. Anh, bởi như vậy anh mới là Quyền Linh. Còn em và Ngọc đây, tụi em sexy lắm. Tiêu chí của tụi em tới đám cưới người yêu cũ là phải đẹp hơn nhỏ cô dâu. Đúng không mọi người? Không ai bánh bè dưới vỗ tay. Rồi Ngọc, bây giờ em đến với chương trình, em mong muốn em tìm được một người đàn ông như thế nào? Dạ, dễ nhìn, không hút thuốc, không uống rượu bê bết, nhưng đủ để uống với em là được. Em uống được tủ lượng em khoảng dạ, nhiêu? Dạ, một hai chai. Rồi gì nữa nè? Không gia trưởng. Cụ thể cái người đó hình tượng sao, dễ nhìn? Không hối, không hô, mất hai mí. Rồi gì nữa nè? Dạ biết đó, ăn một xíu, lo cho gia đình, tự lập. Ngọc ơi, thay đổi chút đi. Chào Toàn. Dạ. Nãy giờ em nghe bạn gái và chị chia sẻ thì em thấy như thế nào? Em thấy cô ấy cũng khó tính á, mà tính cũng ngay thẳng. Gia trưởng thì không có gia trưởng rồi. Ừ. Hút thuốc thì từ từ em sẽ bỏ được. Nhậu nữa kìa. Không, nhậu thì em sẽ giao cho cô ấy thôi. Em ấy sẽ thay đổi. Ừ. Không hút thuốc, từ từ. Nhậu thì nhậu chung với cổ thôi, không nhậu với ai hết. Em thích một người con gái như thế nào? Thì em thích người con gái là hiền lành, đừng có cọc cằn, nói chuyện nhẹ nhàng thôi rồi. Không hiền đại quá, có nét gì đó gọi là nét đẹp truyền thống trong đó. Cho nên vậy nó sẽ đẹp hơn. Còn về ngoại hình thì em mong muốn một cô gái như thế nào? Cao trên 1m55 mà vậy, thân hình là nhỏ nhỏ vừa nhìn thôi, cũng không còn mập lắm. Em nghĩ là em thiệt thuộc tiếp người phụ nữ hiện đại hay là truyền thống? Dạ em giữa giữa, muốn em hiện đại em hiện đại, truyền thống thì em truyền thống chị. Bên chị muốn cỡ nào không chơi được cái đó đó. Với lại là tóc thì tóc đen dài miếng nữa. Tóc đen dài. Dạ đúng rồi. Không thích tóc ngắn. Dạ. Bên này tóc tém luôn á, em thấy sao? Dạ cũng được. Được hoặc là không được, đừng cũng. Dạ được. Kẹt, à, được đúng không? Kẹt quá cũng được. Có nhộm không chị? Nhộm. Nhộm nâu nâu giống tóc chị vậy nè. Một mình sẽ thuyết phục là nhầm là màu đen. À, trời ơi. Phục, ừ. Quan trọng là trái tim, quan trọng là tấm lòng. Vậy em sống với gia đình hay em sống một mình? Dạ em sống với gia đình. À, được hai anh em. Hai anh em? Dạ em là Út, anh hai thì có vợ của con rồi. À. Ở đó luôn. Không, anh hai em thì ở bên vợ. À vậy là vợ con mình em đúng không? Dạ, dạ con mình. Vậy là nếu lấy vợ về làm dâu. Dạ. Cái kế hoạch đó, cụ thể về kinh tế cho tương lai thì em tính như thế nào? Dạ, mốt thì chắc thu nhập của em là sẽ đưa cho vợ em giữ. Còn bây giờ thì trước mắt thì em tính là ở chung đi. Mới mốt mình làm mình tiết kiệm một khoản nữa đó, mình cắt cái nhà qua kế bên. Chắc khoảng trong vòng 3-4 năm rồi chị. Em có quan ngại cái chuyện làm dâu không? Dạ em không ngại nhưng mà em không thích. Bé thẳng thắn vô cùng. Sao em không thích? Tại vì mấy chị em làm dâu thấy em thấy cực quá. Nếu mà ở riêng thì em lo cho bạn trai được mà, em nấu ăn được mà. Quan điểm của bạn gái là muốn ở riêng. À, không thích luôn ở chung luôn. Nhưng dạ, mà ở chung á, nhà cũng được anh. Khi mình sinh con á là ông bà có thể giữ cho mình được. Mình ở riêng là thiệt thòi lắm luôn á, coi lại đi. Dạ không sao đâu, em ở với em của em từ nhỏ tới lớn nên không sao hết anh. Hồi đó là ba mẹ em đi ghe là hồi lúc em học lớp 5, lớp 6, lớp 7 là em ở với hai đứa em của em là từ nhỏ tới lớn luôn. Cá tính thì sợ luôn. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi, Ngọc đi với ai? Em đi với em gái. Hai chị em kìa như hai búp bê vậy. Em xin chào mọi người ở trường quay và chào chú Quyền Linh và chị Nam Thư. Em tên là Ngọc Duyên, là em của chị Thu Ngọc. Hôm nay em đến để góp ý chị tìm người yêu ạ. Thấy sao anh rể sao? Dạ em thấy anh cũng được ạ. Nhưng mà chị em thì không thích làm dâu cho lắm. Nên là anh có gì suy nghĩ lại. Em năm nay nhiêu tuổi rồi bé? Dạ em đang học, chuẩn bị lên đại học ạ. À, chuẩn bị lên đại học hả? Dạ. Rồi đưa Miro cho chị gặp kế bên luôn. Chào bé. Dạ em tên Lệ Hằng. Em tới đây để góp ý kiến để tìm người cho chị. Gia đình này cùng một tem giọng nói. Em thấy sao? Anh rể tương lai làm sao? Dạ, em thấy cũng được. Nhưng mà
có mấy cái chị em không thích nên cần nên khắc phục lại. Không, cái này hạn chế được em, từ từ sẽ bỏ được. À, hút thuốc thì anh giảm bớt cũng được, còn chuyện làm dâu thì anh nên suy nghĩ lại, tại vì chị em cũng không thích chuyện đó. Chị em không thích làm dâu, tại sao? Dạ, tại vì hai bên ngoại ngoại thấy anh chị cô bác làm dâu thấy cũng cực khổ lắm, cho nên trời là ơi, sợ chị cực đúng không? Về mời cả nhà chúng ta mở chương trình mẹ chồng nàng dâu ra coi, rồi thấy làm dâu giờ sướng lắm, thậm chí làm dâu mẹ chồng là người cực nữa đó. Dạ, nhưng có nhiều trường hợp anh ơi. Nhiều người thì người ta cưng, còn nhiều người thì người ta lại không thích. Em cũng không muốn chị em làm dâu và cực. Cũng được, đó là quan điểm thôi ha. Hai bé có vẻ thương chị quá ha. Thương chị quá. Bây giờ mình hỏi ý kiến đàn trai đi, chứ đàn gái là vậy rồi đó. Đàn trai đi với ai? Dạ, em đi với bạn em, đồng nghiệp của em nữa. Chào em trai. Dạ, em chào quý vị khán giả ở trường quay và anh Quyền Linh và chị Nam Thư. Em là bạn học của Toàn. Em nhận xét á, thì hai bạn thì cũng có những cái điểm mà tương đồng, nhưng mà bạn Ngọc cái tính bạn ấy có nhiều cái điểm mà hãy kìm được Toàn, là ở cái điểm như Toàn hay ngang á thì có thể tìm kiếm được, còn lại thì Toàn rất là hiền hòa đồng nên rất là dễ trong cái việc tiếp xúc, nên bạn đừng có ngại. Về cái chuyện mà mẹ chồng nàng dâu á, thì ở nhà Toàn, mẹ Toàn, cha Toàn rất là hiền, nên cái chuyện đó không có, không phải như là những cái gì mà mấy bạn tưởng tượng ra là nhà mà có mẹ mà như phù thủy hay sao đó, thì đó không phải. Bạn cứ làm dâu, bạn cứ thử được đâu, cuối cùng cũng được đâu. Chương trình đã tạo cho mình một cái duyên để kết nối với nhau, thì hai bạn có thể trân trọng cái điều đó để mình cho nhau cơ hội. Rồi, cảm ơn đàn trai. Mình đã gặp gỡ cả hai bên gia đình rồi, bây giờ để hai bạn trẻ gặp mặt nhau đi. Kéo rào. Không gian này là của hai bạn đó. Bắt đầu đi Toàn. Chào anh. Ủa, hai đứa mới đổi đồ nha hả? Tức là đưa qua cái đổi đồ phải không? Dạ. Mình tặng quà thì mình phải nói như thế nào chứ nè. Làm lại đi nào. Rồi, để gặp mặt đứa quà tặng em. Em cảm ơn, em tặng anh. Rồi, Ngọc tặng cho Toàn cái gì vậy? Anh dở luôn ạ. Dạ, anh mở coi cho anh. Em lấy tặng bao tay, mong là nếu mà mình có cơ hội quen nhau thì anh sẽ chở em đi chơi, đi du lịch khắp đâu, mọi đâu, nơi. Đâu, dở lên chị coi á. Bao tay đi phượt chứ. À, bây giờ Toàn và Ngọc, mình nhìn nhau, mình hãy nói cảm nhận về nhau như thế nào? Thường thì công việc anh có bận lắm không? Công việc của anh thì cái lịch anh nó lên lên lắm, cái thời gian anh cũng lên lên, không có cái giờ chắc thì anh không xác định rõ được. Vậy lỡ như không có tuần nào anh xuống anh thăm em rồi em ghen quá mức rồi sao vậy? Anh sẽ trao được cả mật khẩu Facebook hay Zalo đem hết. Đem hết luôn hả? Đem hết. Anh đặt hết niềm tin ở em luôn không? Qua cửa đầu tiên rồi đó. Không mà nghe quấy cũng khó chị ơi. Nhìn vậy chứ em dữ lắm mà nha, anh chịu nổi không? Đừng nói nó là được, cái thay anh bự coi chứ anh sẽ đau lắm. Ngọc, em nghe kịp anh Toàn nói không? Dạ nghe kịp, em cũng hay nói nhanh lắm chị. Bây giờ hai đứa nói chuyện tốc độ bình thường như nói chuyện nhà thứ coi. Hồi nãy em nói nhà em ở đâu? Em ở Cần Duộc, Long An. Anh ở thành phố hay là ở Đức Hòa? Hiện tại là ở Đức Hòa, ở nhà luôn. Ở nhà chung với ba mẹ. Em suy nghĩ sao về vấn đề làm dâu? Em vẫn không thích. Nếu bây giờ là mình ở chung khoảng chừng 4 năm đó, sao mình cất nhà ở riêng nhưng mà ở gần sát bên cha mẹ được? Nếu như mà anh tạo cho em niềm tin để anh nói 3-4 năm thì em sẽ tin anh. Công việc của em là một tuần em rảnh được mấy ngày? Em làm giờ hành chánh từ thứ hai đến thứ sáu, 7 chủ nhật em làm phòng khám. Em rảnh từ buổi trưa tới buổi tối, còn buổi sáng thì làm phòng khám từ 5 giờ sáng tới 8 giờ sáng. Ngọc, em có thích bạn trai mà kiểu là cơ bắp? Dạ có, em thích cơ bắp, em thích tay. Có cơ bắp không? Có mà yếu chơi nó. Yếu hả? Muốn kiểm tra không Ngọc? Dạ được. Rồi vô. Đây chị cầm bông cho. Sao hoang mang vậy? Không, em đang sợ chơi. Rồi kiểm tra. Em nói em giữ chứ em không có đánh ai đâu, anh đừng lo. Sợ. Ủa vậy là xong hả? Dạ có cơ. À, bây giờ mình nắm tay nhau một xíu đi. Đó, hai bạn nắm tay nhau đi để cảm nhận về nhau rõ ràng hơn. Mình nắm tay. Dạ. Chứ không phải mình đi nhậu mình bắt tay. Dạ, em đưa tay lên. Nhớ lại ngày nào bàn tay mình nắm bàn tay. Rồi đó. Nắm tay 30 giây, nhìn vào mắt nhau, đừng nhìn xuống bàn tay. Coi thử mình cảm xúc mình như thế nào. Ngoài tưởng tượng luôn chơi. Ngoài tưởng tượng là xấu hơn thành tưởng tượng luôn đó anh. Xấu đẹp hơn em, đẹp hơn mà cái tính luôn. Thích người cao 1m55, em chỉ có 1m50 à. Không, không sao đâu, đi guốc lên cũng được. Em nghĩ sao vậy anh? Anh cũng to hơn em tưởng. Tay đứng nó hát tặng luôn đi. Không tay tiếp đi đâu, chưa có xong câu chuyện mà. Em hát đi.
Em hát đi anh nghe. Định mệnh cho ta gặp nhau, em với anh không rời. Hãy tin em thêm một lần anh hỡi. Những đam mê, bao lời yêu, bao ái ân ước hẹn, làm cho ta tin và yêu nhau hơn. Dễ thương. À, dễ thương lắm á Ngọc. Em là một người rất là ấn tượng khi nói chuyện bất kỳ ai. Cái tính hơi khó chút xíu thôi. Bớt khó chút xíu nữa là anh nghĩ rằng em là người rất nhiều bạn trai theo đuổi luôn á. Hôm nay thì em cảm nhận cái người đối diện của em thế nào? Dạ nhìn cũng được, nhưng em vẫn không thích làm dâu. Hả? Nhưng em vẫn không thích làm dâu. Nhìn anh cũng được. Mình có cái nhà ở riêng, nhưng mà ở gần. Sao dạ, được? Ở gần được. Em qua chơi với ba mẹ anh thì cũng được, nhưng mà em thích ở riêng để có nhiều cái riêng tư hơn. Có thể ra sáng em dậy sớm em qua bển nấu ăn cho ba mẹ ăn. Ừ. Em quan điểm thế nào về tình yêu? Yêu là hướng về nhau mặc dù hai người ở xa nhau. Ừ. Còn Toàn? Em thì không bao giờ đem người mình yêu ra so sánh với bất kỳ ai, bất kỳ thứ gì luôn. Nếu cô ấy giận, cô ấy ghen, em sẽ làm gì? Em thế nào cũng phải điện thoại, nói chuyện. Còn không làm đều thế sao? Kiếm gì đó em nói hoài luôn. Nếu cô giận luôn em sẽ làm gì nữa? Cũng phải lẻo đẻo theo năng nỉ. À. Từ nãy tới giờ các bạn nói chuyện, các bạn tìm hiểu nhau. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành việc bấm nút. Để tay mình nút bấm đi các bạn. Bấm nút hay không bấm nút là quyền các bạn. Kiểm tra con tim mình lần cuối, xem đây có phải là một nửa yêu thương của mình không các bạn. 3 2 1. Hết thời gian. Em không bấm. Dạ, em không bấm không phải là anh hết cơ hội. Nhưng mà em sẽ cho anh một cơ hội để chúng ta làm bạn. Và nếu có cơ hội nữa thì chúng ta sẽ đến với nhau. Ngọc đã không bấm nút ngay từ đầu. Toàn là một chàng trai rất là bình dị, thật thà, chất phác. Trên sóng truyền hình có rất là nhiều người xem. Rất nhiều cô gái sẽ bấm nút cho Toàn. Mà rất nhiều chàng trai cũng sẽ bấm nút để tìm đến Ngọc. Đừng lo điều đó. Bạn Mối Hòa không chỉ kết nối tại sân khấu mà tôi kết nối cho tất cả mọi người xung quanh nữa. Hy vọng rằng chúng ta sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Rất tiếc các bạn không bấm nút hẹn hò nên chưa may mắn nhận được phần quà là một cặp vé du lịch Dubai trị giá 60 triệu đồng đến từ thương hiệu Vietsun Travel. Tặng mỗi bạn một bộ mỹ phẩm chăm sóc da, mũ trôm Tân Gia Khang bao gồm kem dưỡng trắng da mặt, kem dưỡng trắng da toàn thân, sữa rửa mặt cho công ty mỹ phẩm Đan Dương sản xuất và phân phối trên toàn quốc. Rất tiếc hai bạn không bấm nút hẹn hò nên chưa có cơ hội nhận được cặp nhẫn hẹn hò và voucher mua nhẫn cưới và thuê xe cưới đến từ thương hiệu nữ trang Anh Phương Jewelry. À, một lần nữa rất cảm ơn các bạn đã đến và tham gia với bạn muốn hẹn hò. Dạ. À, cảm ơn các bạn. Bạn sớm tìm một nửa yêu thương của mình. Tưởng là mình bị lét thì sao, tại lâu rồi cũng thấy mình thương ai hết. Thằng này quan tâm hơn thương cái xe hơn là con người. Em thì lùng cho nên em muốn kiếm bạn trai thì cao hơn xí. Bộ đội mà lấy giáo viên thì gia đình hạnh phúc sướng như tiên. Mình cũng kiểu như là hơi nhút nhát. Ai yêu mình là mình yêu lại đấy, mình không biết đâu đấy. Chắc vậy chị ạ. Cứ đòi hỏi nhiều em sợ rồi không bạn nào theo được thì em cũng lại ế giải chết. Khi đã chấp nhận là hậu phương của quân đội thì các bạn phải có gì đó động viên cũng như là thông cảm cho nhiệm vụ mà người bạn tương lai của mình đang gánh vác.